thưa giáo sư có đánh giá gì về những cái con số gia tăng nhanh chóng cái tỷ lệ người mắc viêm gan B và viêm gan C ở Việt Nam ạ? Tổng số chết vì lao, sốt rét và HIV ở khu vực Tây Bình, Thái Bình Dương này không bằng cái số chết do viêm gan virus gây ra. Cho nên có thể nói là Việt Nam là một trong những nước chịu gánh nặng nặng nề của viêm gan virus. Thưa giáo sư, hiện nay Việt Nam đã có vaccine để phòng chống bệnh viêm gan B. Tuy nhiên, cái số lượng người được tiêm phòng vaccine thì còn rất là hạn chế. Vậy giáo sư có bình luận gì về những cái con số thực tế hiện nay? Một bà mẹ là viêm gan B, mà nhất là có một cái thành phần của HBeAg dương tính, có thể gọi là 85-90% lây cho trẻ sơ sinh. Tiêm vaccine trong 24 giờ đầu cho các cháu sơ sinh ấy đã được nhà nước quyết định và được tổ chức thế giới, y tế thế giới người ta khuyến cáo. Nhưng mà kỳ vừa rồi chúng tôi kiểm tra ở những nhiều nơi mới chỉ đạt được 30-40%. Vì hai con virus này là người ta gọi là đây là những cái virus giết người thầm lặng. Bệnh đã nặng rồi, mà giai đoạn cuối rồi. Bây giờ nó mới thể hiện những triệu chứng bên ngoài như là vàng da, vàng mắt, thế rồi mệt mỏi, rồi suy gan, rồi hôn mê, vân vân. Thế còn cái giai đoạn đầu tiên người bệnh nhân cảm thấy vẫn khỏe mạnh lắm, cho nên người ta không nhận thức được. Đấy là một. Cái thứ hai là cái công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức phòng chữa bệnh cho nhân dân chưa đạt được yêu cầu. Thưa giáo sư, nhân ngày thế giới phòng chống bệnh viêm gan B, giáo sư có cảnh báo gì tới cộng đồng? Cho các cháu đi tiêm phòng ngay trong 24 giờ đầu, càng sớm càng tốt, càng sớm càng hiệu quả, có thể đạt 95% hiệu quả phòng bệnh. Những người lớn mà chưa được tiêm vaccine, mà hiện nay là viêm gan B chưa nhiễm virus gan B, phải nhất thiết phải đi tiêm phòng với 3 phát cơ bản cách nhau 1 tháng.